Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất động Sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở đường Lê Văn Sĩ nha, khu vực phường 12 quận 3, đối diện với làng sóng xanh nè anh chị. Đối diện với cái cao kê làng sóng xanh. À, hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở khu vực phường 12 quận 3 ha. Gần trường Bạch Đằng nè. Và đây là con hẻm 543 mình đi vào ha. À, 543 kế bên Pizza Wood nè. hôm nay nhân sẽ review cho anh chị mình căn nhà nằm sau lưng mặt tiền đường Lê Văn Sĩ nha căn nhà này có chiều ngang là 3 m và chiều sâu vào là được 13 m nha anh chị nằm hoàn tàu trong khu dân cư hiện hữu nằm sau lưng giải mặt tiền của đường Lê Văn Sĩ nằm thông sang đường Trường Sa ha ở gần trường Vạch Đằng gần chung cư Red cấp mắt nhiều lọc nha anh chị Đó, hẻm 543 này là hẻm xe hơi nha, hẻm hai xe hai xe bốn chỗ qua lại ha, hai xe năm chỗ qua lại luôn. Hẻm xe tải á. Khu dân cư hiện hữu hết ha, anh chị mình xem nè. Đó, hẻm vào nhà rất đẹp, hẻm nhựa nha. Hướng nhà của mình là hướng Đông Bắc nha anh chị. hướng Đông Bắc, hướng Bắc là sang Đông một ít thôi. Ở đây mình đi thẳng ra luôn là đường Trường Sa nha. Ra ngay gần cây chung cư Red đó anh chị ở gần nhà thờ Ba Chuông ở à, trường mầm non 12 ha ở à, trường mầm non 12 nằm ngoài ngay cầu sắt số cầu cầu số 3 ha trên đường Hoàng Sa Trường Sa rồi đây hẻm này hẻm thông tứ phía ha à, hẻm thông tứ phía luôn nha anh chị ở à, sau lưng cái nhà mặt tiền thôi nha sau lưng dãy nhà mặt tiền này nè Đó, anh chị mình xem hết video này Nếu thấy căn nhà này phù hợp thì hãy liên lạc với Nhân Qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha trên Youtube Bất động Sản Sài Thành nha anh chị Đó, Hẻm này cũng thông luôn nha Hẻm này cũng thông luôn nha anh chị Đó, Hẻm này cũng thông luôn Ở ngoài kia cũng là mặt tiền đường Lê Sĩ luôn nha Ngoài kia cũng là mặt tiền đường Lê Sĩ ha Đường nhựa nha Và căn nhà mình đây căn nhà này ha căn nhà bên tay phải của mình nè đó, nhà bên tay phải của mình nha sau lưng căn nhà mặt tiền nè có một trệt một lầu có 3 phòng ngủ nha sổ hồng hoàng công nằm ở khu vực phường 12 quận 3 nằm gần uh, trường mạch đằng nè sau lưng căn nhà mặt tiền uh, ở hẻm 433 đường Lê Sĩ ha hẻm 433 là hẻm nhựa nha và bây giờ nhân sẽ vào trong review bên trong cho anh chị mình xem. Hãy à, nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn nha. 400 uh, địa chỉ của căn nhà mình là 429 xe 14 ha. Đây căn này nha, căn nhà này nha. Ngang là 3 m, ngang là 3 m nha anh chị. 3 m và chiều sâu vào là 13 m ha. Ở bên ngoài chủ có làm cái uh, uh, cái này là chìa khóa vân tay nha, có làm chìa khóa vân tay ha anh chị. Tối màu rất là đẹp luôn ở trên có mái che ở trên khung sắt bảo vệ bên xung quanh đó khu dân cư hiện hữu hết nha anh chị khu dân cư hiện hữu sổ hồng riêng mua bán ký công chứng sang tên nha đó. 429 sẹt 14 f đường Lê Văn Sĩ phường 13 phường ở đây phường 12 nha anh chị xin lỗi chị phường 12 quận 3 nha phường 12 quận 3 nó sau lưng nhà mặt tiền nha đó, hẻm đẹp vị trí đẹp ha mua bán ký công chứng sang tên gần chung cư rét đó anh chị tổng diện tích đất của căn nhà mình là 39 m ha, 39 m vuông nha anh chị. Sổ hồng, hướng nhà là hướng đông bắc, ngang là 3 m và sâu vào là 13 m. Hướng nhà là hướng đông nam nha. Xin lỗi chị hướng bắc nha chị, hướng bắc là sân đông một ít nha. Đó, sân trước nhà của mình ha, và đây có trồng cái cây ở vị trí trước nhà của mình hẻm đây. Vị trí đẹp ha. Ở đây có sẽ làm xì hóa sự mắc cây. Ở đây có làm xì hóa sự mắc cây nha. Đó. Đây đây mình có thể mở bằng chìa khóa cơ nữa nè đó, anh chị đây mở chìa khóa cơ nữa, nữa ha và chìa khóa vân tay trên này đó, cửa lùa ngang qua ở cái sân trước nhà của mình ha sân trước nhà của mình đây nhà thì mới anh chị vợ ở ngay hướng nhà là hướng bắc là sân đông một ít đó. chủ cải tạo mới nguyên con nha giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này là 6 tỷ 390 triệu ha 6 tỷ 390 triệu nha đó, giá này còn hương lượng cho anh chị mua bán nhanh hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này anh anh chị mình tới xem bất động sản này nếu thấy phù hợp thì nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha nhà điện chính nước chính mua bán sổ hồng ký công chứng xe tên ha. mình có cái cổng uh, bên ngoài nè cổng sắt bên ngoài ha Đó, cửa sắt bên ngoài cửa thì ở đây mình mở vân tay luôn nè anh chị ở đây mở vân tay luôn ở 6 tỷ 390 triệu ha mình hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này nếu thấy phù hợp và hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè thân của mình nhìn thấy được căn nhà này ha và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha anh chị. Bây giờ chúng sẽ vào trong review cho anh chị mình xem ha Cái sân để xe trước nhà mình là rộng rãi. Chỗ này cái thềm đá hoa cương nè. Ở đây thềm đá hoa cương nha. Đó. Đây. Ở trên có làm cái mái che và có làm cho anh chị mình cái cái thềm nè. Cái thềm đó. đó. Cái thềm này ha. Cái thềm này cái này. Là giác gỗ nha và cái máy che này thì mình có cái chỗ quay nè chỗ quay nè anh chị à, chỗ quay vòng vòng nè mình mở máy che ra ha đó mở mở ra lấy ánh sáng nha đó cái máy che này mở ra được nha vị trí cực kỳ đẹp luôn đó sổ hồng riêng nha anh chị có hoàn công hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này nếu thấy phù hợp và giá thì vẫn còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh ở đây có cái chìa khóa vân tay nữa này nha anh chị ở đây có chìa khóa vân tay mở bằng uh, app này ha app thẻ từ vân tay nè anh chị đó và cửa này là cửa nhôm sifa nha cửa lùa ngang qua bốn cánh nha anh chị các thiết bị trong nhà này là mới hết chủ sẽ để lại hết cho anh chị mình luôn nha anh chị mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên nha ngang 3 mét và chiều sâu vào 13 m nha anh chị ở đây có đồng hồ điện nè đồng hồ điện nằm ở đây ha ở trần nhà cao ráo sạch sẽ đường ống đồng với lạnh chủ cũng đã làm luôn cho anh chị mình rồi nha đó. trong đây thì lót sàn gỗ nha anh chị trong đây lót sàn gỗ hết luôn nha và đây thì có làm cái chỗ cho anh chị mình để tivi, cái kệ tivi điện âm tường hết theo nha anh chị ở trên trang trí rất là đẹp luôn mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nằm ở khu vực phường 12 quận 3 mình hả anh chị đây không gian phòng khách của mình nha không gian phòng khách sân để xe bên ngoài rất đẹp luôn mua bán ký công chứng sang tên nha có sân trong nhà để để xe có máy kéo nè vị trí đẹp mua bán ký công chứng sang tên gần khu vực Lê Văn Sĩ Lê Văn Sỹ phố này là Lê Văn Sĩ đoạn đường này là bán mặt hàng thời trang rất là nhộn nhịp luôn nha anh chị đó. địa chỉ của căn nhà mình đây ha địa chỉ căn nhà chủ chưa dán lên đây 429 sạc 14 ép đường Lê Dân Sĩ phường 12 quận 3 ở đây làm cái học trang trí đó đây có cái tủ âm tường không gian trồng cây trong nhà luôn đó thuận tiện kinh doanh ha làm shop thời trang nha anh chị hẻm đẹp vị trí rất đẹp vị trí rất là nhộn nhịp luôn mua bán ký công chứng sang tên thôi hướng nhà là hướng bắc là sang đông một ít nha đó cách mặt tiền đường lên thủy chỉ có một tí xíu thôi ngay không gian trồng cây nha ha nó rất là đẹp luôn đây có cái tủ âm tường nè đây có tủ âm tường à, tủ gỗ luôn nha anh chị đó tủ gỗ luôn nha đây tủ âm tường của mình ha đó, tủ âm tường đây gần trường bạch đằng gần chung cư rét gần đó, gần chung cư rét gần uh, cấp mắt uh, Nhiêu lọc nha anh chị đó đây là vị trí bên ngoài mình nhìn ra nè rất là đẹp luôn mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên trần nhà cao ráo sạch sẽ ha thuận tiện kinh doanh shop thời trang ha đó động đường lê sĩ kinh doanh shop thời trang cầu thang đúc ha cầu thang đúc luôn nha và sàn mặt đi thì chủ làm bằng sàn gỗ nha anh chị ở đây có làm cái vách cái vách không gian bếp nè đây là không gian bếp và không gian phía sau thì chủ làm gạch nhám nha làm gạch nhám rồi đây thì có không gian bếp rộng rãi tủ bếp trên tủ bếp dưới nha mặt bếp thì xài đáo qua cương nha anh chị mặt bếp sẽ đáo qua cương và ở đây chủ có tặng cho anh chị mình tặng cho anh chị mình cái một cái bếp từ nè đó một cái bếp từ nha hai hai bếp nấu ha anh chị và ở đây thì có tủ tủ bếp trên tủ bếp dưới ha đây các giá treo đồ bằng inox hết luôn nha anh chị loại cao cấp ha đó loại cao cấp nè và nước ở đây đó, nước chảy rất mạnh luôn nha anh chị nước chảy rất mạnh inox ba nè nó sâu lòng ha mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên điện âm tường hết ha anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị mình hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39, 39, 39 kênh YouTube bất động sản bất động sản xài thành ha. ngang 3m và nhiều sâu dòng 13m nha anh chị rồi hãy nhấn like video để ủng hộ kênh ha và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ưng ý nhất cho mình 6 tỷ 390 triệu giá này còn thương lượng nha anh chị giá này còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh ở dưới chợ mình có cái cửa nè cửa này vẫn là cửa gỗ ha đó đồ là đồ, đồ cao cấp hết á ở cái phía sau trong phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh phía trong và là sàn là sàn gỗ nha anh chị nó sàn cũng lót sàn gỗ hết luôn nha đó ở đây có đi đường ống đầm phía sau cho anh chị mình luôn tủ âm tường luôn đó đây có cái tủ âm tường luôn nha anh chị đó tủ âm tường nè cao ráo lên tới trên luôn để đồ rất là nhiều luôn nha anh chị đó rồi đây nhà vệ sinh cửa nhà vệ sinh cũng là đồ cao cấp nè đó, cửa thì cửa, kéo rất là nhẹ nhàng cửa nhôm sifa kính cường lực mờ các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ, chủ sử dụng đồ là cao cấp hết. Đó, bò nguyên khối nha, tường ốp cao lên tới trên, ở trên có quạt hút seco luôn nè. Đèn thì nhiều màu. Đó, gạch thì gạch ngang cao ráo tới trên hết luôn nha chị. Hướng nhà của mình là hướng uh, bắc lệch sang đông một ít nha. Đây tủ bếp uh, tủ ăn từ uh, vị trí trong uh, phòng ngủ có dưới trệt mà. Được ba phòng ngủ và nhà vệ sinh, hai phòng khách rộng rãi. Chủ trang trí đồ mới hết trên chị mình luôn nha. 6 tỷ 390 triệu giá này còn thương lượng cho chị mua bán nhanh hãy liên lạc với nhân đi xem bất động sản này nếu thấy phù hợp ha và đây là vị trí ở trong nhà mình nhìn ra ha phòng ngủ nè nhà vệ sinh trong phòng ngủ ha không gian bếp ở giữa cầu thang mình đi lên và không gian phòng khách thiết kế rất là đẹp ha và có cửa nhôm si pha bốn cánh nằm ngoài kia đó có cái sân để nhà ở trên có mái che có thể kéo qua được ha hai cái cửa chìa khóa đó là chìa khóa vân tay hết chìa khóa cổng cũng là khóa vân tay và chìa khóa bên ngoài cũng là khóa vân tay ha bảo vệ với nhiều chức năng còn đây là cái không gian cầu thang bị lên á sàn là sàn gỗ nha anh chị đó sàn sàn gỗ tay vịn là tay vịn gỗ luôn mặt trong thì cũng làm là đẹp hết á ở trần nhà cao ráo hết luôn nha sàn thiết bị đồ gỗ hết luôn thiết bị đồ gỗ hết luôn ở trên đây ở trên đây mình có cái giếng uh, trời anh chị mình nhìn thấy ha, uh, giếng trời rất là sáng luôn ở chủ làm rất là tỉ mỉ luôn nha và trần nhà này rất là cao nha anh chị trần nhà rất là cao sàn là sàn gỗ hết bây giờ mình sẽ quay cái uh, phòng ngủ uh, phía sau cho anh chị mình nè cái phòng ngủ này ha, là sàn sàn là cũng là sàn gỗ luôn nha. Đó đèn này là đèn cảm ứng luôn nha chị, đèn này là đèn cảm ứng luôn. Và cái bồn rửa ở chỗ này rất là to luôn nè. Đó, mặt đá mặt đá luôn nè anh chị. Đó, sổ hồng riêng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên ha. Đó, cực kỳ tỉ mỉ luôn. Ở đây thì nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh ở giữa sử dụng cho hai phòng, rộng rãi, có các quạt hút và có cửa sổ thông gió ha nó chủ tắm đứng hết luôn gạch ốp gạch ngang cao ráo chủ tắm đứng nha anh chị nó chủ tắm đứng nhiều chức năng tắm Đó, vàng giữa vàng là rất nhiều chức năng luôn 429.14F xe đường Lê Văn Sĩ phường 12 quận 3 nằm gần chung cư Red anh chị nằm gần ngay chung cư Red nhà thợ ở gần ngay trường Bạch Đằng anh chị gần ngay trường trung học của Hồng Bạch Đằng Đó, cửa là sử dụng cửa nhôm sifa hết nha đó. và đây phòng ngủ phía sau sàn ở trên tầng này là lót gỗ hết đó. cửa là cửa gỗ lớn luôn nè cửa gỗ lớn giường đầu để hết là cho anh chị mình ha đó thay vì ở chỗ này thì làm ốp gạch nhưng mà chủ cũng chịu chi làm bằng gỗ luôn làm bằng gỗ hết luôn nha anh chị và làm luôn cái tủ âm tường cho anh chị mình luôn nè làm tủ âm tường luôn nha ở đây có đường nè ở đây có cái đường ở đây có cái, đường, đây có cái đường, đường dây điện sẵn cho anh chị mình luôn nha đường dây điện sẵn cho anh chị mình luôn nha anh chị đó anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị hãy liên lạc với nhân số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh YouTube bất động sản Sài Thành hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản quý nhất cho mình nha anh chị hãy chia sẻ video này để uh, cho bạn bè và thân mình nhìn thấy và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha hãy nhấn like để ủng hộ kênh của nhân nha và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản quý nhất cho mình nha anh chị đó tủ thì rất là nhiều ngăn để cho anh chị mình để đồ nó bàn trang điểm vị trí này ha mình lắp cái kính chỗ này nữa nha anh chị đó, gỗ làm rất là dày luôn anh chị nó gỗ chủ làm rất là dày luôn cái giường đồ là giường sẵn hết điện âm tường ống đồng máy lạnh đồ đầy đủ hết được 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nha hướng nhà của mình là hướng bắc lịch sơn đông ít nha anh chị nó sổ hồng hoàng công, mua bán khí, công chứng sang tên chủ tặng hết tất cả các loại hết lên trong căn nhà này luôn nằm ở trung tâm của quận 3 ngay đường lê văn sĩ thuận tiện đi lại các quận ở trung tâm nha ở gần trường bạch đằng ở gần trường bạch Đà. Đó, sàn ở trên đây là lót sàn gỗ hết luôn nha anh chị có một cái kính ở giữa nè nó làm cái vách này rất là tỉ mỉ luôn chủ làm rất là kỹ nha chủ làm rất là kỹ và vị trí rất là đẹp nha anh chị đó sàn ở trên đây là lót sàn gỗ hết hai phòng ngủ lớn ở dưới đây có giếng trời nha ở trên có giếng trời và cái giếng thì giếng à, trời trên đây thì có cái cung khung bảo vệ chắc chắn nha anh chị Cung bảo vệ chắc chắn nha cửa thì sử dụng cửa gỗ tự nhiên nha cửa thì sử dụng cửa gỗ tự nhiên hết luôn nha anh chị mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên hiện tại chủ đăng kia căn nhà này có giá là 6 tỷ 390 triệu giá này còn thương lượng cho anh chị mình mua bán nhanh hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này nếu anh chị mình thấy phù hợp ha, phòng nào cũng làm ống đồng chẳng cho anh chị mình luôn phòng này có cửa sổ nè đó cửa sổ cửa ra ngoài ban công và cũng làm cho anh chị mình cái giường và tủ âm tường đầy đủ hết luôn nha ở căn chợ nhà này chị mình chỉ vào ở ngay hướng nhà của mình là hướng bắc lịch sân đông một ít nha vị trí thì gần ngay chung cư rét nè Ngày cấp, cấp mắc mắt du Lộc trường Bạch Đằng này, phố uh, khớp thời trang của đường Lê Văn Sĩ ha, thuận tiện kinh doanh vừa ở vừa kinh doanh uh, shop hàng online nha anh chị. Đó. Hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822393939 hoặc là có bất động sản cần ký gửi thì anh chị mình liên lạc với nhân để xe để ký gửi ha. Và nhân sẽ trực tiếp đến quay hỗ trợ cho anh chị mình đến khi giao dịch luôn. Ở trên đây thì có đàm đèn trang trí cung sắt bảo vệ nha. Cung sắt bảo vệ ha. cung sắt bảo vệ cầu thang đi lên nè cầu thang này lên để mình làm cầu thang này để để dành mình đi lên mình xăm thăm đường nước của mình nha ở đây có cái cây nó trồng cái cây rất là trang trí căn nhà mình ha đó và nằm sau lưng căn nhà mặt tiền cái đây là năm sau lưng căn nhà mặt tiền nằm ở 433 đường Lê Văn Sĩ nè đó anh chị mình thấy bất công sản này phù hợp thì hãy liên lạc với nhân ha ban công của nhà mình ha ban công nằm trong phần đất của mình luôn nha ban công nằm trong phần đất của mình luôn nha anh chị đó và ở đây mình có cái mái che ha ngoài đây là mái che nè nó trồng cái cây trước nhà trần nhà cao ráo sạch sẽ mua bán ký công chứng sang tên sát bên mặt tiền đường nhựa luôn đó sổ hồng riêng mua bán ký công chứng sang tên sổ hồng được hoàn công đầy đủ nha anh chị đó. các thiết bị trong nhà này chủ tặng hết cho anh chị mình luôn phòng ngủ thì rộng rãi ốp sàn gỗ hết thuận tiện kinh doanh nhỏ à. shop thời trang đổ ở dưới ha làm phòng trang trí thời trang ở dưới và trên đây được hai phòng ngủ và không gian rộng rãi với chiều ngang dù sâu giờ tới 13 mét là nha anh chị sân để xe trong nhà và các thiết bị đồ sử dụng đồ cao cấp ha đó, sử dụng đồ cao cấp hết giếng trời rộng rãi cao ráo ha khu hiền ngủ có thể xây dựng được nhiều tấm Đó, ở đây có 3 phòng ngủ rồi mình uh, sở hữu căn nhà Thứ quan trọng nhất là vị trí và diện tích nha anh chị rồi cầu thang là cầu thang gỗ hết á mà anh chị mình xem lại thông tin của căn nhà mình và nhân sẽ kết thúc video quay nhà ở đây nhớ là đăng ký kênh và bật chuông để khi những up video lên thì anh chị mình là người nhìn xem nhất xem căn nhà này nhanh nhất và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha hướng nhà là hướng bắc bắt là sân đông một ít thôi anh chị nó đây không gian ở trước nhà rất là đẹp luôn nha rất là đẹp luôn chủ làm rất là kỹ ha và trang trí ở dưới đây thì làm shop thời trang là quá đẹp luôn nó sàn ở đây lót sàn gỗ hết ha ống đồng máy lạnh ở đây cũng có luôn nha ở trên thì gần nhà trang trí ở trên thì đèn đóng làm phong dựt tầng xuống có làm những cái lam gỗ cho anh chị mình lên đây luôn nè nó phòng khách ha sân để xe cửa rào bên ngoài sử dụng áp và hệ từ vân tay và ở đây thì cũng có cái cửa bốn cánh là sử dụng áp và vân tay sàn thì lót sàn gỗ phòng khách đẹp nè ở đây có cái học tủ nè đó sàn sử dụng toàn là đầu gỗ hết nha tủ bếp trên tủ bếp dưới nha nhà sau cao hơn nhà trước ở đây thì sử dụng cái gạch này là gạch nhám nha đi rất là gọn ghê. đi rất thì rất là chắc chắn nha đó, mặt bếp ha, tủ bếp trên tủ bếp dưới đầy đủ hết nha anh chị và mỗi phòng thì trang trí cho anh chị mình trang bị cho anh chị mình tất cả các thiết bị luôn như ống đồng ở trong đây cũng phòng cũng có tủ âm tường và giường ở hai phòng trên đều có đủ hết trơn nha Đó, sàn cửa rồi đầy đủ hết các thiết bị đồ gỗ hết anh chị quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh youtube bất động sản xà thành hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn Địa chỉ của căn nhà mình đây ha anh chị. Đó chủ dư dán lên ha. 429/14F đường Lê Văn Sĩ ở đây khu vực phường 12 nha anh chị. Ở đây khu vực phường 12 quận 3 nằm gần chợ ở uh... đây, đây thì nằm gần chợ Lê Văn Sĩ nè. Ở đây có chợ chợ Lê Văn Sĩ nè, trường uh... Bạch Đằng và gần chung cư uh... Red, ở dưới chung cư Red thì có cấp mắt Kinh view Lọc nha. Giá là 6 tỷ 390, giá này còn thương lượng cho anh chị mình mua bán nhanh hãy liên lạc với nhân để xe bất động sản này nếu thấy phù hợp nha. Ờ, nhưng xin chào và hẹp lại chị ở video quay lần sau. Hãy nhấn like để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh. Một chu để xem được nhiều video hơn nha anh chị.